xin chào tất cả mọi người nha. Quay trở lại với kênh YouTube của em. Đây. Em ở giữa thủ đô Hà Nội đây. Hôm nay trời mưa mà tạnh rồi. Bão. Đây. Bão về mà tạnh rồi đấy. Quay gì đấy? Quay vlog. Lên TikTok. Làm TikTok à? Vâng, đấy. Mưa gió chú ấy làm cốc rượu tím tím ấy thôi. Đấy. Đây, chú Tuấn đẹp trai của nhà mình nhá. Đấy, cơm mà chú này có món gì nào? Có cái gì đâu, đấy, chỉ có mấy canh. Cái rau gì nã kia chú? Canh... Như kiểu rau me ấy nhỉ? Không. Cải nhưng mà rau mầm. À, ngon nhỉ? Hôm nay này ăn rất ít thịt, thịt trâu. Thịt trâu chú? Bò. Bò à? Bò kho. Bò kho, ngon. Đấy, cốc này nhìn này. Đấy, rõ này. Nhìn như kiểu là cốc nước mắm. Mấy chú cháu cứ lang thang ngoài đường phố này. Hết ngày thì về với vợ với con. Thế rồi. Chưa ăn cơm vỉa hè. Mình còn chưa được ăn ấy, chú ăn trước mình ấy. Cái rau đấy nhìn như kiểu rau rau gì nhỉ? Cái rau trùng ngây nhỉ? Nhìn giống cây rau trùng ngây nhỉ? Rau gieo xong rồi rau mầm mầm nó bao khoảng tầm 10 phân rồi tao hái mẹ tao. Ăn cải mầm. Ừ. Cải mầm. Tao không để nó chờ nó to. Vâng. Ơ đấy không uống rượu à? Ăn nguyên rau không à? Có, về ăn ba rau rồi ạ. À, làm cốc rồi đi cho nó... Đây. Cơm vỉa hè, đây còn một Âu nữa này. Có cơm này nữa, không biết của anh này có cái món gì trong này. Định mua cái hộp cơm này không hợp lý mấy nhỉ? Trưa nay không thấy cô gái đẹp nào đi qua đây mà quay con máy nhỉ? Quay vào đây này cho nó nhìn cho đẹp này. Mà ngày thấy hôm nay không thấy đâu. Chiều nhỉ chú nhỉ? Chiều nhiều. Đấy. Nhiều lắm. Đấy, làm cốc mấy hơi mới hết ở chỗ đấy. Thế thì tối cháu cũng làm cốc đấy để ngủ, kệ đến đâu để đến. Đá chú lên nước không? Không. À cho rượu cho mát này. Cho mát mồm. Mát mồm. Này còn mát mồm nữa chứ. Mát mồm uống rồi không? Cháu uống rượu buổi trưa buồn ngủ lắm, không chơi được. Một lúc là... Ra uống rượu hay đi ngủ, nhưng mà lúc cần thiết thì chả ngủ. Hay buồn ngủ. Lúc nào nó cứ liêu diêu này không thấy cô gái đẹp nào nhỉ? Nó lúc không thì đấy. Lúc cần quay thì chả thấy cô nào. Gọi mấy cô trong ngân hàng ra. Ui, mấy cô đấy vẫn chưa đẹp. Mấy cái cô bên quán hát karaoke kìa mới đẹp. Mà nhìn sang bên ngân hàng bên này nhìn mấy đứa bên này nhìn còn hàng rộng nữa, sáng định lưu manh một cái ô đéo lưu manh gì à. Khách nó vào nó để cái ô ở trên bàn ấy. À. Đến lúc nó vào quầy xong nó không mang đi định ấy à, nó để kéo lui cái ô ở trong của chỗ của nó để rất gọn gàng. Định hay kìa. Hả? Định hay kìa. Ừ. Thế xong rồi nó đứng dậy, nó bỏ lại đi chỗ khác nó ngồi. À. Hồn phết nhỉ. Ừ. Coi như là nó không có ngồi đấy. Nó ngồi khách tới con đấy nó ra đến cửa nó lại tự nhớ là nó quay lại nó tìm ô. À. Nó tìm mẹ mãi mới thấy. Mẹ mà trong được con kia ngồi im một chỗ. Căn bản là nó rời mưa đâu ấy, còn nếu không rời mưa xem nó cũng quên thật đấy.
không mưa là quên đấy. À, không mưa nó quên đấy. Chỉ có nó mưa thôi, bọn này nó cũng lưu manh phết đấy. Lưu manh lắm, mình bảo mình ngồi mình cứ cười. Mình cháu hỏi con kia tìm cái gì? Cái mẹ chúng nó mình. Con bên này ngồi im một góc ở cùng với cả con Huyền bên này. Dạ. Đấy. Mẹ lúc mà con người. Mẹ xin lỗi mẹ. 20 mấy nghìn cái ô. Hôm qua có một đứa mang ô về, không biết sáng nay có mang đến không, chưa hỏi ông Trung. Có nó cầm một cái ô trắng về, hôm qua đấy tổng cộng nó có 5 cái ô trắng, hôm qua lúc cho vào cho xe nó còn có một cái thôi. Có 20 mấy nghìn cái ô thì mẹ mình tích nhà tao 7-8 cái ô. Thế mỗi người một cái. Nó đang trồng rau trên sân thượng. Nhà cháu trước cháu cũng rồng trên cao thêm một tí là chuột nó gặm mẹ đứt rồi. Thế đéo để tao ăn mẹ để rồng mầm. Đúng rồi, quần này đến cơm về muộn đấy nhỉ.